mình mới có cái cơ hội thực hiện cái món này. Đặc biệt là gà này là gà thả vườn luôn, nó rất là ngon. Và mình ăn cái món này với lại muối ớt chanh nè và một ít rau. Bây giờ thì mời mọi người ăn với Trúc nha. Đây là con gà. Mình luộc nó hơi lâu á nên là nó mềm lắm rồi mọi người. Wow. Mình sẽ bẻ cái đầu nó. Nóng quá. Ôi, nóng quá nóng luôn. Ngồi ở đây lâu lâu á có ghe chạy ngang á mọi người nghe tiếng ghe không? Ôi cái da gà. Mình sẽ nặng một miếng chanh vào trong muối này. Mọi người nhìn thịt của nó nè. Quá trời thịt luôn. Ngon mọi người. Gà này là gà thả vườn á nên là thịt của nó rất là ngọt và rất là dai. Không có bở như mấy con gà công nghiệp mà mua ngoài chợ đâu. Mình đang ngồi ngoài bờ sông mình ăn á. Còn gì bằng nữa. Ở đây mình có một ít cái cọng cần nước. Mình có trái ớt nữa. Ăn cái con gà này ăn cái da rất ngon mọi người. Nó không có nhiều mỡ như cái con gà nuôi công nghiệp đâu. Còn đây là cái đùi. Wow. Mình luộc chín quá nên khi mình kéo lên nó còn cái xương không à. Như gà rút xương vậy đó mọi người. Tại mình luộc bằng bếp củi á. Nên là nó rất là mau chín mà nó ngon nữa. Đây mình bộ đồ lòng, mình có trái cật nè. Còn đây là lá gan. Đây là bữa ăn trưa của mình đó. Hôm nay được ăn nguyên một con gà luôn. Mình tức quá mình phải bẻ cho mọi người thấy được cái đùi. Đây, cái đùi của nó đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? Mình sợ mọi người không thấy nè. Đó, mình để gần cho mọi người coi nè. Thịt ở cái đùi á là cái chỗ phần thịt mà nó dai nhất. Ngồi ăn đây xuống đó mọi người. Gió mát. Hơi đổ mồ hôi một tí xíu là do nãy giờ lui cui nấu cái này. Nhưng mà ở đây á gió mát lắm. Có tiếng chim kêu nữa nè. Bên kia là hàng xóm nói chuyện hơi tạp âm xíu. Con gà này á chắc là khoảng 2 kg á.
trời á, lúc nó nắng lúc nó mát, cái mọi người thấy là ánh sáng không đều á, không biết là mọi người có thấy rõ đồ ăn không. Xuất sắc, đã thiệt. Mình ăn con gà đó, thật sự là mình rất thích ăn cái đồ lòng của nó, cái phần nội tạng của nó đó. Nội tạng của nó sẽ có tim nè, có trái tim, có trái cật, có gan, có cái mề dai dai, với lại cái ruột. Cái này là cái ruột của con gà. Ngày mai là chú phải về Sài Gòn lại rồi, sẽ hết được ăn những cái món này, những cái món mà dân dã đồng quê mà chất lượng. Hồi nãy á, chú hái cái cọng rau này nè, ở ngoài sau vườn á, hái xong trong lúc rửa mọi người biết không, sợ chết khiếp, sâu á nó bò. Mình rửa, mình chế nước cho trong cái rau mình rửa đó, cái bắt đầu sâu nó nổi lều bèo ở trên. Ghê. Nhưng mà giờ vậy mới biết đó là rau sạch. Da gà rất là ngon mọi người. Nhưng mà mấy người nào mà có cái bệnh là mỡ trong máu á thì đừng nên ăn da gà với lại trứng. Bác sĩ người ta sẽ dặn mình kiêng cự những cái đó đó. Ngon lắm mọi người. Nhưng mà thịt nhiều quá, mình ăn một xíu là mình cảm thấy no rồi. Một lát cái phần thịt còn lại á, mình sẽ trộn gỏi. Hồi nãy á, trong cái lúc mà luộc gà, mình có bỏ vào trong cái nước luộc gà một ít gạo nữa, mình sẽ nấu một nồi cháo. Còn cái phần thịt gà còn lại mình sẽ trộn gỏi. Ăn cái này á, ăn với muối tiêu chanh hoặc là muối ớt chanh rất là ngon. Mà phải là muối ớt hộp nha mọi người. Ngon lắm mọi người. Ăn xong rất là tiện nha. Thọt tay xuống đây rửa tay luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay nha. Và chúng cũng hy vọng là mình sẽ có nhiều cái chuyến đi về quê để mà có thể giới thiệu đến mọi người những cái món ăn dân dã và những cái món ăn đặc sản của miền quê nữa. Hôm nay thì chỉ là món gà thả vườn luộc thôi. Hy vọng là những lần sau chúng có thể giới thiệu cho mọi người những cái món như là cua đồng nè, hay là những con ốc mà mình lội ruộng mình bắt nữa. Cảm ơn mọi người vì đã xem video nha. Và xin chào mọi người và hãy nhớ like, share và subscribe kênh cho chúng. Đồng thời là hãy bình luận ở phía dưới để trò chuyện với chúng nha. Còn nữa, đừng quên là hãy đón xem video của chúng vào lúc 7:30 tối mỗi ngày nha. Bye bye.